Rồi nó nổ khủng khiếp các bạn ạ. Vậy có cái nắp, các bạn nhìn này, bắn tùm lum luôn. Cái món này thật kinh dị. Rồi, tức thế tôi bị xâm chiếm trong chính căn bếp của tôi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology và mình đã trở lại rồi đây sau một thời gian rất là dài. Và các bạn nào mà đang theo dõi TikTok của mình thì mình rất là cảm ơn. Hiện tại thì mình đang cố gắng mang tất cả những cái món ăn rất là cầu kỳ, rất là cồng kềnh mà mình đã từng làm ở trên Dinology qua TikTok. Nên là bạn nào mà muốn xem những cái phiên bản, những cái món ăn cầu kỳ và cồng kềnh của mình ở trên TikTok với một cái version ngắn gọn hơn rất là nhiều thì mời các bạn qua TikTok xem. Còn bây giờ ở trên YouTube thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ mang lại những cái trend mà nó ngắn ngủi và nó hợp cho reel, cho TikTok, cho những cái short video thì mình sẽ biến nó thành một cái video dài hơn để chúng ta có thể cùng làm kỹ hơn với nhau những cái món ăn đó. Và hiện tại thì ở trong căn bếp nhà mình, bây giờ mình sẽ làm cái món mà cực kỳ là mưa làm gió ở trên cộng đồng mạng vừa rồi. Đó chính là cái món người ta gọi là chicharro chấm với cả guacamole. Thì các bạn biết rằng thì nó sẽ là một cái thịt ba dọn được chiên giòn, chiên khô, chiên cứng như là thịt quay nhà mình vậy. Và chấm với cả cái sốt guacamole, một cái sốt rất là Mexico kiểu mễ, kiểu có cái base. Đó chính là quả bơ với cả hành, với cả chanh, với cả ớt jalapenos. Nói chung là nghe thì cầu kỳ đấy thôi, nhưng mà mình đảm bảo rằng đây là một cái món mà mình nghĩ rằng các bạn là người Việt Nam, các bạn cũng sẽ rất là thích ăn. Và bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào bếp và cùng nấu ăn với mình một cái món rất là hot ở trên những cái short video vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với căn bếp rông dài của Dino và hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái món ăn này nhé. Để làm món này thì các bạn sẽ cần thịt ba dọi, và nếu mà các bạn muốn tiện thì các bạn có thể mua thịt ba dọi ở những cái hàng gọi là hàng barbecue Hàn Quốc, thì người ta cắt ra những cái khổ rất là vừa. Còn mình thì mình mua thịt ba dọi ở trong siêu thị, thì thịt ba dọi nào cũng là thịt ba dọi mà thôi, miễn là nó ngon thì các bạn sẽ làm được. Và với cái thịt ba dọi này thì mình nhìn có vẻ như cái khổ này thì mình sẽ phải cắt ra làm đôi, và sau đó thì chúng ta sẽ cắt đôi ra đây, cắt đôi theo cái độ dày này. Thì mình sẽ cần mỗi cái miếng thịt ba dọi nó rơi vào đâu đó khoảng một phân độ dày, thì chúng ta sẽ cùng cắt đôi miếng thịt ba dọi này ra. Đây chính là cái khổ mà mình đi ăn thịt barbecue Hàn Quốc ấy, người ta hay cắt sẵn luôn, nên là bạn nào mà muốn mua sẵn thì mình nghĩ rằng là cái khổ đấy rất là phù hợp rồi. Còn không thì về nhà sẽ giống như mình, chúng ta sẽ tách đôi ra. Tính ra cắt đôi như này khó hơn bình thường các bạn ạ. Dao mình cùn nữa rồi, lâu không vào bếp thì dao cùn luôn rồi. Chuyển sang con dao thứ hai. Đây các bác ơi, đại khái là tôi muốn nó mỏng như này và nó vẫn còn da. Để tôi thử xem làm những cái khác xem có ổn không nhá. Dao sắc khác hẳn, con dao kia cùn vãi. Đó, thì các bác cắt đôi ra, mỗi miếng thịt dày một phần như này. Nếu mà cắt từ một miếng thịt lớn nó còn dễ, cắt từ một miếng thịt nhỏ này nó khó hơn rất là nhiều. Xong, mình không hiểu tại sao đi ra chợ, cái thịt ở chợ mặc dù là cùng là thịt heo nhưng cái độ, cái kết cấu của cái miếng thịt nó rất là khác. Cái kết cấu của miếng thịt heo nó mềm hơn và nó khó cắt hơn rất là nhiều. Nên là cứ mua thịt chất lượng cao mà làm. Oh no 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 no, bị mỏng toàn rồi. Cái miếng này nó không dày đều, nó khó cắt quá các bác ơi. Các bạn biết khó là phần nào không? Bởi vì cái miếng thịt ba dọi nó không dày đều. Cái phần ở đây thì nó mỏng, cái phần này ở đây thì nó dày. Cái phần dày hơn thật ra là khó để cắt đôi theo cái chiều mỏng của miếng thịt ba dọi hơn. Để tôi tính lại xem như thế nào nhé các bác. Rồi, gần được rồi, miếng này cắt có vẻ đẹp nhất. Thôi, nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà tóm lại là tôi đã làm được. Tiếp đến là chúng ta sẽ hứng một nồi nước và chúng ta sẽ cho toàn bộ cái phần thịt ba dọi mà mình đã cắt vào đây. Cái này cũng hơi giống cái cách mà mình làm thịt ba dọi một nắng, ba dọi chiên hoặc là thịt quay ấy, thì mình sẽ luộc sơ cái phần thịt này với cả một số loại gia vị. Bởi vì đây là món chicharron, theo tên thì mình đoán đó đây là một món Mexico, nên là chúng ta sẽ thử xem cái trend của các bạn Tây ăn có ngon không. Và mình sẽ là người thử cho các bạn. Và các bạn sẽ cần một cái số lượng lá bay leaf. Đây là bay leaf tiếng Việt còn gọi là lá nguyệt quế. Mẹ mình gọi là lá nguyệt quế. Mình không chắc mẹ mình gọi có đúng hay không, bởi vì cái thời mẹ mình nấu đồ Tây ấy, nó không có phổ biến như bây giờ. Nhưng mẹ mình rất hay gọi cái này lá nguyệt quế. Là một cái lá mà mình rất hay sử dụng để nấu mì ý, cái mì ý sốt thịt bò bằm. Thì mình sẽ cho vào cái sốt bolognese rất là thơm. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 5-7 lá thì đấy. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đấy khoảng là mình sẽ cho vào hai củ hành tím, hai củ hành tây tím ấy, chứ không phải là cái hành tím mà chúng ta hay nấu kiểu như là nấu bún riêu mình hay làm củ đấy, không phải củ hành tây trắng nhá, nó là củ hành tây tím. Mình sẽ cho vào đấy hai củ hành tây, thả vào đây một chút tiêu hột, chắc khoảng một thìa gì đấy. Tất cả những cái này nó sẽ tạo ra cái mùi thơm cho cái miếng thịt heo. Và cuối cùng luộc thịt mà không cho muối làm sao mà được, chắc chắn là muối. Mình cho vào đây hai thìa cà phê muối đậm đà một chút, và sau đó
bật bếp lên và luộc, luộc tới khi nào mà thịt chín ở bên ngoài. Thật sự là mình xem những cái clip short ấy thì người ta sẽ không có nói rõ là luộc bao nhiêu, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đã từng luộc thịt để chiên rất là nhiều thì chúng ta sẽ luộc cho nó chín tới thôi, thì mình rơi vào khoảng 10-15 phút gì đấy. Thế ra cái món hot này thì nó chỉ là cái thịt kia được chiên giòn, được thành thịt quay chấm với cả guacamole. Guacamole thì thú nhận với các bạn đây là một trong những cái món Tây đầu tiên mà tôi biết làm. Có nghĩa rằng là ngày xưa thì mình biết làm chắc chắn món đầu tiên là mì spaghetti bolognese. Sau đó là được vào Sài Gòn, thế là được gặp các anh chị ở đây, vì là trước kia ở Hà Nội thì có lẽ là đồ Mễ nó không có hot lắm, Mexico ấy. Nên là vào đây thì mình được đi ăn đồ Mexico rất là nhiều, bởi vì ở trong Sài Gòn mọi người kiểu có ảnh hưởng bởi văn hóa ở bên Mỹ, nên là người ta quen ăn đồ Mexico. Mình vào Sài Gòn cái đây khoảng 8-9 năm, thế là vào lần đầu tiên mình ăn đồ Mexico và ăn quá trời quá nhiều, và thành ra là mình được học cái món guacamole. Và đó là một trong những cái món mình thấy ok, dễ làm, và cái sốt guacamole đấy các bạn có thể chấm được rất là nhiều thứ, từ snack, thậm chí là các bạn làm bánh tráng nên các bạn chấm guacamole cũng rất là ngon. Và cái sốt guacamole đấy thì thực ra nó cũng không có gì khó cả, nó xuất phát cơ bản từ một cái loại quả mà ở Việt Nam có rất là nhiều và rất là tuyệt vời, mình thấy còn ngon hơn ở rất là nhiều nơi trên thế giới, đó chính là quả bơ. Và để làm cái này thì bây giờ mình sẽ cùng làm với các bạn, đó chính là ba quả bơ. Thì quả bơ này hôm qua mình mua về thì nó chưa chín lắm, nên mình để vào trong thùng gạo và hy vọng rằng hôm nay nó đã chín, có vẻ là chín rồi đấy, nhìn rất là ngon đấy. Người ta chặt vào đây xong rồi người ta bỏ cái này ra, cái nào xong ngầu ấy nhỉ. Nói chung mình thấy bơ Việt Nam rất xuất sắc các bạn, xuất sắc lắm luôn, đúng mùa chọn được đúng quả, rất ngon luôn đấy. Năm ngoái mình có đi Mỹ sang đấy rất nhiều món có bơ, nhưng mà ăn còn không thấy ngon bằng bơ nhà mình cơ. Ồ, cái này chín thế nhỉ? Tuyệt vời. Tâm sự với các bạn một chút là các bạn thấy mình nghỉ khá là lâu rồi đúng không? Thực ra mình nghỉ từ sau Tết, mình làm cái vlog xuyên Việt xong đến bây giờ mình mới xuất hiện lại. Bởi vì các bạn không biết sao chứ mình lúc nào, năm nào mình phải có một cái kỳ nghỉ làm vlog, mình gọi là kỳ nghỉ xuân. Mình gọi là spring break hoặc là một cái giấc ngủ mùa xuân của mình, spring sleep. Giống như là Sleeping Beauty ở trong cái nhà và trong cái lâu đài của cô ta, không chịu dậy làm gì hết, và mình chính là Sleeping Beauty. Tưởng là bơ chín nhưng mà cái vỏ nó bị sát này, không chín lắm, tức ghê, không chín lắm thật. Bóp ở ngoài rất là mềm nhá, nhưng mà bên trong này chưa chín lắm. À, buồn quá. Mỗi lần mở quả bơ ra như là một món quà bất ngờ. Chín thì ngon mà không chín thì không ngon. Đáng ra là mình sẽ làm guacamole như các bác vừa thấy. Vừa khen bơ Việt Nam xong, và hiện tại đang là cuối tháng 3 ở đây, ở Việt Nam đang là mùa bơ, mà tôi không có một quả bơ chín. Tôi đang luộc thịt siêu thơm rồi, thịt luộc với cả lá bay leaf, hạt tiêu và hành, siêu thơm luôn, và chỉ cần chín tới thôi thì mình sẽ để cho nó ráo, nhưng mà vẫn không có bơ. Thế bây giờ mình đang phải đặt bơ qua một cửa hàng ở trên mạng, và người ta bán sinh tố bơ, và mình hy vọng rằng mình sẽ có bơ chín để mình làm được cái món này ngày hôm nay. Nếu không, hôm nay chúng ta sẽ không có món thành công. One eternity later. Các bác thấy chưa? Bất ngờ chứ? Đây là một ngày khác, một ngày sau cái ngày hôm trước, tận 10 ngày lận, bởi vì sau cái buổi hôm trước ấy mình không thể kiếm được quả bơ chín. Bơ gì mà ăn kinh khủng khiếp, kinh dị. Thế là tối hôm đấy cả nhà mình ăn thịt ba dọi chiên giòn, không có guacamole, không đúng cái món như hôm trước mình bảo. Nên là sau đó mình đi Nhật, bây giờ mình quay trở lại sau 10 ngày mình mới quay nốt cái clip này. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Dinology, với một món ăn thất bại, và chúng ta sẽ tiếp tục. Và các bạn có thể nhìn thấy cái nồi thịt mình luộc vẫn y hệt công thức như hôm trước, vẫn có tỏi, vẫn có hành, vẫn có lá vượt quế, và chúng ta sẽ luộc cái thịt này cho thơm. Đây, hôm nay mình đã mua được bơ chín rồi, nó mềm như thế này, bơ đã chín rồi đó, và nguyên liệu đã đầy đủ trở lại, và chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại làm món này. Và để chuẩn bị cho món này thì mình sẽ sử dụng dầu, dầu này mình mới chiên một lần, và mình mới mua một cái giấy lọc dầu của Nhật ấy, thì khi mà các bạn lọc qua cái này nó sẽ bớt những cái cặn lại. Thông thường rồi chụp cái nồi chiên ngập dầu này thì mình sẽ chiên khoảng 3 tới 5 lần tùy xem mình chiên cái gì, rồi mình sẽ bỏ dầu. Ví dụ như chiên thịt mình chỉ chiên khoảng 2-3 lần thôi, nhưng mà nếu mà chiên đậu phụ hay chiên mấy cái sạch sạch như rau ấy thì mình có thể chiên tới 5 lần. Thường ấy là khi mà mình sử dụng cái nồi chiên ngập dầu này, mình sẽ chiên đậu phụ đầu tiên, bữa thứ hai có thể mình vẫn chiên đậu phụ, bữa thứ ba bắt đầu mình chiên nem, cái bữa thứ tư thì bắt đầu mình chiên thịt, kiểu như là thịt tẩm rán nhiều gia vị. Vì vậy là mình tận dụng được cái dầu này khoảng 3-4 lần. Nói chung là không thể lần nào mà cũng dùng một cái dầu mới tinh được như thế thì nó hơi phí. Nếu mà mình dùng dầu mới tinh mà mình thấy tiếc dầu quá và mình cho ít dầu ấy thì nó không có thể ngập dầu ở bên trong, nó không thể quá là ngon được. Nên là với mình thì cái cách đấy mình sử dụng thì ok. Nói chung là mình cũng đã đọc mọi người khuyên là khoảng chiên ngập dầu với lượng dầu nhiều như thế này thì 3-4 lần là ok. Bởi vì là cái lượng dầu nhiều sẽ khác cái lượng dầu ít nhé. Lượng dầu ít hơn thì các bạn sẽ chiên ít lần hơn,
bởi vì là cái dầu nó, cái lượng oxy hóa nó rất là lớn. Còn khi mà cái lượng dầu nó ngập như này khoảng gần 3 lít, hơn 3 lít dầu thì các bạn sẽ chiên được nhiều hơn, nó cũng là công bằng thôi. Dầu nhiều hơn thì oxy hóa sẽ loãng hơn ở trong cái thể tích dầu lớn hơn. Ok, và bây giờ thì chắc chúng ta sẽ làm cái phần guacamole. Guacamole là một cái sốt rất là phổ biến của món ăn Mexico. Bạn nào mà mê đồ mễ thì bạn sẽ không lạ lẫm gì với cả guacamole nữa. Thì làm guacamole thực ra thì nó có rất là nhiều phiên bản khác nhau. Hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn một phiên bản như thế nào để các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên chúng ta cần cái quả bơ chín, bởi vì cái sốt guacamole này nó sẽ phải tán nhuyễn quả bơ ra đó, nên là quả bơ phải rất là chín thì mới tán nhuyễn được. Và thứ hai là các bạn có thể, nhiều bạn đã xem món này ở trên những cái short clip ở trên Reels hay ở trên TikTok rồi, nhưng hôm nay thì bạn nào mà muốn làm món này làm kỹ hơn thì chúng ta sẽ cùng với nhau trong một clip dài. Và mình hy vọng rằng cái giá trị của một cái clip dài nó sẽ không biến mất. Ui, quả bơ này dài vậy, quả bơ này dài như là quả cà tím ấy. Và các bạn biết cà tím nó có hai loại, loại dài và loại ngắn. Loại ngắn thì là cà tím tròn, cái loại dài thì hay gọi là cà dái dê. Thật sự của mình chưa từng nhìn thấy dái dê nha, không biết là nó có dài như thế hay không. Bơ chín thì lấy bằng thìa ra rất là nhanh so với cái hôm trước thì trời đất ơi. Mà không hiểu sao ấy, mới có 10 ngày trước cũng đã là mùa bơ rồi, nhưng mà hôm đấy nhá, mình quay hỏng xong mình đi kiếm khắp cái Sài Gòn này để kiếm được một quả bơ chín mà không thể kiếm được. Mình gọi đến những hàng sinh tố bơ, năn nỉ người ta bán cho mình một quả bơ chín mà cũng không được. Cho tới hôm nay thì mới có bơ chín để làm món này đây. Lấy bơ thì cũng lấy vừa thôi, được lấy sát vỏ ạ. Sát vỏ quá thì nó tiết kiệm, nhưng mà nhiều lúc nó sẽ hơi bị chát, bởi vì là quả bơ nó chín từ bên trong ra bên ngoài. Có một cái fun fact về quả bơ, đó chính là các bạn biết nước nào sản xuất bơ nhiều nhất thế giới không? Các bạn sẽ nghĩ là nước nào, Việt Nam hoặc là gần Việt Nam đúng không? Nhưng thực ra cái nước sản xuất bơ nhiều nhất thế giới cung cấp đến 50% tổng sản lượng bơ cho cả thế giới. Đó chính là đất nước Mexico. Bên trong món ăn của người Mexico rất là nhiều bơ. Và khi mà người ta sản xuất nhiều bơ như thế thì hôm trước mình đọc một cái tin rất là hay. Đó chính là người Mexico người ta tận dụng hạt của quả bơ để làm thành cái nhựa, gọi là nhựa sinh học, để làm ra thìa nhựa, muỗng nhựa. Từ đó là nó sẽ giảm thiểu cái sản phẩm sản xuất từ dầu mỏ đi. Mình nghĩ đây là một cái ý tưởng rất là hay, bởi vì hôm trước mình đọc được một cái tin là ở Nhật mọi người cũng đã bắt đầu sản xuất nhựa từ hạt gạo. Còn ở Việt Nam thì như cũng có nhựa sản xuất từ khoai mì. Vì vậy mình thấy là những cái sản phẩm mà tương lai mà thay thế cho những cái sản phẩm truyền thống như thế giúp cho môi trường bền vững hơn rất là tuyệt vời. Và mình không ngờ là hạt quả bơ lại có cái tác dụng như vậy, rất là tuyệt vời. Cái phần quả bơ là cái phần dễ nhất, còn những cái phần còn lại của cái món guacamole này thì chúng ta đều phải thái hột liệu. Thực ra thì trước giờ ấy, mình thái hột liệu thì mình vẫn sử dụng là tay, kiểu như là dao để thái hột liệu. Nhưng mà từ hồi mình mua cái gọi là cái đồ sơ chế đồ ăn này, nó có một cái chế độ là thái hột liệu mà mình chưa bao giờ mình sử dụng, nên mình rất là tò mò. Thì hôm nay mình sẽ thử sử dụng cái này để thái hột liệu xem nó như nào. Bởi vì lần đầu tiên mình sử dụng nên là còn bỡ ngỡ. Bạn nào mà biết sử dụng cái đồ này rồi thì có thể chỉ cho mình cách sử dụng cho đúng nhá. Hình như là người ta sẽ đặt những cái lát lát thái lên như thế này, sau đó người ta ép xuống. Ui no, trông ghê thế này. No, no, ghê quá. Cái này rốt cuộc dùng như thế nào nhỉ? Hồi mua thì có một cái video rất là xịn, thấy thái hột liệu ra ầm ầm, xong bây giờ về không dùng được, tức ghê. Thế cùng thái tay à? Thì thái tay. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ có cà chua. Cà chua là cái quả mà thái hột liệu rất mệt nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thịt nha các bạn. Thơm quá, cái mùi lá vệt quế này vào là cực kỳ hợp lý luôn. Hạt tiêu nữa. Đây, các miếng thịt sẽ được luộc cho chín kỹ và nó sẽ ngấm các cái mùi gia vị hành, hạt tiêu, lá nguyệt quế này. Thì khi mà chiên lên ấy, thì cái miếng thịt nó sẽ rất là thơm. Sau khi rút kinh nghiệm thì mình nhận ra rằng là cái cà chua này muốn thái được hột liệu thì chúng ta sẽ phải bỏ ruột. Chứ còn nếu mà thái cả ruột của nó thì không thể nào mà thái được. Đây các bạn nhìn này, bỏ một đống ruột ra thì thái dễ hơn rất là nhiều, chúng ta chỉ lấy phần thịt của cà chua thôi. Tức nhở, mình cứ tưởng là cái thiết bị kia của mình nó sẽ giúp mình thái hột liệu nhanh hơn. Nhưng không hề, cuối cùng là tôi vẫn phải thái hột liệu bằng tay. Đây là gần này cà chua. Tiếp theo thì mình sẽ dùng ớt jalapenos hay là jalapenos, mình không nhớ lắm, bởi vì mình không học tiếng Tây Ban Nha. Nhưng mà theo mình nhớ thì hình như là Mexico phát âm chữ J khác người Tây Ban Nha phát âm chữ J thì phải. Bạn nào biết thì hãy confirm cho mình. Mình không nhớ nha, cái này thì mình chắc chắn không nhớ. Nhưng đại khái là jalapenos. Cái ớt này thì mình lần đầu tiên mình ăn, các bạn biết mình ăn ở đâu không? Ở một cái quán ở Sài Gòn, đó chính là quán Carl Junior. Carl Junior là một cái quán burger. Bây giờ đã đóng cửa rồi nhưng ngày xưa nó ngon khủng khiếp các bạn ạ.
ở trong đấy có cái ớt jalapenos này mà được ngâm thành pickle, là thành dưa muối. Trời ơi, cho vào burger nó ngon dã man luôn các bạn. Đấy là một trong những cái món dưa muối của Tây mà mình mê nhất. Mình mê hơn cả dưa chuột bao tử. Với mình thì cái món ớt này mà ngâm chua ngon cực kỳ luôn. Nên là quên mất, cứ nghĩ là lần nào mình cũng nghĩ là nó ngon. Và mình nghĩ là mình sẽ đi ra siêu thị Tây để mình mua một hộp về để mình ăn. Nhưng mình chưa từng làm chuyện đấy hết. Bây giờ khi mình làm nên mình nhớ ra, nhất định là sau mình sẽ mua một hộp đấy về nhà ăn. Nó ngon khủng khiếp. Hoặc là mình làm cũng được, nhưng mà mình thấy làm cái ớt này, muối chua cái ớt này không hợp lý cho lắm. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì cái ớt này nó cũng không phổ biến. Đi mua được cái ớt này ở trong siêu thị thì cũng phải chọn đúng siêu thị mới mua được. Nên là mình thấy thôi, đã lỡ vào siêu thị thì mua luôn đồ hộp luôn cho xong. Bởi vì ngâm giấm nó thì cũng mất thời gian mà mình ngon được. Những cái phần rác dư khi mà chế biến rau củ quả này, các bạn nhớ là mình có một cái thùng rác xử lý phân hữu cơ, thì mình sẽ để dành lại để biến nó thành phân hữu cơ cho cây cối nhà mình. Rác ở đây, cái thùng rác này lâu lắm mình không nhắc tới nó. Nhưng mà mỗi lần mà mình có rau củ hoặc là chế biến rau củ dư cái gì ra thì mình sẽ cho vào đây này. Trong này có cả vỏ chuối này, có cả rau mình chế biến này, vỏ trứng này. Sau khi mà mình chạy máy thì cái rác nó sẽ biến thành như này các bạn này. Đây, đây là cái rác ở dưới. Đây, rác nó sẽ được sấy khô và nghiền nhỏ mịn như thế này. Đây các bạn thấy không? Mùi rất là thơm. Mình có thể trữ cái rác này ở trong nhà đến tận mấy tháng không sao hết. Nên là hiện tại ấy, nhà mình được xếp vào dạng gọi là Zero Food Waste. Có nghĩa rằng là mình không có rác thải từ thức ăn. Toàn bộ thức ăn nhà mình, nếu mà thừa thịt ấy, thì chắc chắn là Muji Matcha xử rồi. Còn rau củ hoặc là chế biến đầu thừa đuôi hẹo từ thức ăn ấy, là mình sẽ cho vào đây chế biến hết, thức ăn thường cho vào đây chế biến hết. Nên là rác nhà mình mà vứt ra ở ngoài chung cư ấy, mình cam đoan với các bạn, thề, luôn thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là rác nhà mình không có nước chảy ra, không có mùi hôi, chỉ bao gồm tất cả những cái đồ không thể xử lý được như là thủy tinh, túi ni lông hay bìa các tông thì mình mới vứt ra rác về chung cư. Còn toàn bộ đồ hữu cơ nhà mình không xả ra ngoài, và sau khi nó đã thành cái bột này rồi thì mình ủ nó thành phân bón, và toàn bộ cây nhà mình đều sống nhờ phân bón từ chính thức ăn ở trong nhà mình. Nói chung ấy, mình biết là cái này ngon hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng thái hột lựu rất là nhiều. Bởi vì nếu mà thái đều và đẹp ấy, thì khi mà ăn cái sốt này thì các bạn sẽ cảm thấy tất cả những cái độ mình cắt ra nó đều và tan ở trong miệng. Còn nếu mà các bạn thái không đều ấy, thì nó sẽ hơi bị lồn nhồn một chút. Có vẻ như là thịt đã được rồi. Nên bây giờ mình sẽ bớt thịt ra và để ráo. Bởi vì sau đây chúng ta sẽ lấy công đoạn là đi chiên. Và một khi đi chiên ấy, thì nếu mà nó còn nước ấy, chiên sẽ rất là nổ. Các bạn đều biết điều đấy mà. Nên là mình sẽ phải để thịt thật là ráo. Các bạn thấy không, thịt thì ít, nguyên liệu tạo mùi cho thịt thì nhiều. Nhưng mà được cái nhá, là luộc với cái đống này thơm nhức mũi luôn. Rồi, đây mình sẽ để đây một lúc cho ráo nha. Và bây giờ đến bước là thái hột lựu hành tây. Rất nhiều lần mình thái hành tây và mình bị chảy nước mắt, và các bạn bảo là có tít đó tít kia. Nhưng hôm trước mình thấy một cái trick rất là hay mình học được, đó chính là ngậm một cái bánh mì ở trong mồm. Nhưng mà hôm nay mình kiểm tra cả nhà mình không có miếng bánh mì nào hết, nên mình ngậm một cái bánh quy xem là mình thái hành tây nó có bị chảy nước mắt hay không, có bị cay mắt hay không. Thì đây là the moment of truth, khoảnh khắc của sự thật. Các bạn sẽ biết được rằng cái trick này nó có hiệu quả hay không, mình ngậm nhé. Tuyệt vời. Thật sự là ngậm một miếng bánh ở trong miệng là các bạn sẽ không cay mắt một tí nào đâu. Sao ảo thế nhở? Ui, khi mình chỉ cần bỏ miếng bánh ra một lúc là mình bắt đầu thấy cay mắt. Thật là kỳ diệu. Ok, bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt phần này nhá. Làm thì ít, ăn trả được bao nhiêu. Ngồi thái cái đống này ra, thật sự mất công. Tiếp đến là mình sẽ cần lá cilantro hay còn gọi là lá ngò tây. Cái lá này thì các bạn đi ăn mì ý hay để một cọng ở phía trên mì sốt bò ấy. Thì chúng ta sẽ băm nhuyễn cái lá này ra nha. Để chúng ta chỉ lấy phần lá thôi. Nếu mà các bạn có con dao bầu ấy, các bạn sẽ lăn như thế này là được. Ok, bây giờ sẽ đến công đoạn trộn. Mình hôm nay mình làm đến 3 quả bơ là sẽ bị nhiều. Chắc chắn là ăn sẽ tươi. Mình nghĩ rằng là cứ làm đi, rồi sau đó mình sẽ ăn được những món khác nữa.
Đầu tiên là tán nhuyễn bơ ra trước nhé. Các bạn sẽ lấy cái nĩa, tán là dễ nhất, hiệu quả nhất luôn. Đấy, hôm trước chỉ vì không có quả bơ chín, không thể làm được cái này. 10 ngày sau mới làm được cái món này, tức ghê ấy. Đó, các bạn thấy không? Nó nhuyễn rồi, thì bắt đầu mình sẽ cho những thành phần khác vào như hành tây. Ở đây mình chọn hành tím luôn, hành tím này. Nếu mà các bạn không có hành tím, các bạn dùng hành trắng cũng được. Hành tím nó ra thơm hơn, còn tùy người nhé. Có người bảo hành trắng cay hơn thì mình thấy hành tím cay hơn. Thế hành tím này cho vào thì cũng đẹp hơn. Đó, trộn hành tây, sau đó cà chua. Đến ớt jalapenos. Nếu mà không có ớt jalapenos thì mình nghĩ các bạn sẽ cho ớt chuông Đà Lạt vào cũng được, hoặc là ớt ngọt. Đấy, nhìn sốt đã sexy chưa? Hấp dẫn chưa? Nhìn có giống food porn không? Tiếp đến, các bạn nhớ thành phần cuối cùng rồi đúng không? Lá cilantro hay là lá ngọt tây. Nhiều người sẽ không thích cái mùi lá này, nhưng mà mình thì mình thấy rất là hợp lý. Đó. Rồi, các bạn thấy không? Bây giờ mình đã trộn xong cái sốt này. Các bạn thấy đủ chưa? Các bạn nghĩ xem bây giờ nó thiếu gì? Chắc chắn là nó thiếu muối và tiêu rồi. Nếu mà cái sốt này không thì ăn nó sẽ rất là nhạt nhẽo. Nên ở đây mình sẽ cho muối vào. Thực ra cái lượng như này thì mình nghĩ rằng là mình xay muối như thế này thì nó rất là mất công. Bởi vì là cái lượng này theo mình dự là phải gần một thìa muối, nửa thìa muối thì nó mới đủ mặn. Thôi mình sẽ lấy muối. Đây. Đây. Trộn muối. Sau đó trộn tiêu. Mình biết là mình xay tiêu, tiêu sẽ rất là thơm, nhưng mà mỗi lần làm thì nhiều mà cần một lượng tiêu nhiều mà đứng xay này không mỏi tay quá. Nếu không sao, nếu mà xay nhiều thì tay sẽ lên gân sẽ đẹp. Ok. Các bạn dự là còn thiếu gì nữa nhỉ? Mình thiếu gì nhỉ? Thiếu chanh, tất nhiên rồi. Thực ra ấy, thì với cái món này thì mình sẽ dùng chanh xanh. Nhưng hôm nay mình đang có chanh vàng ở đây. Bởi vì cái chanh xanh, cái mùi lam sẽ hợp lý hơn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dùng lam chứ không phải là lemon. Bởi vì chắc chắn là cái mùi mà đồ mễ mình thấy hợp mùi chanh xanh hơn. Và quả chanh ấy thì nó có hai kiểu. Một kiểu là kiểu chanh bắc ấy, nó không có lõi thì mình cắt ngang về bắc. Hai là quả chanh giấy, là quả chanh giấy là quả chanh trong miền Nam ấy, thì mình phải cắt xung quanh cái lõi thì mới bắt được. Ngày hôm nay đây, chanh ấy chắc là chanh bắc rồi. Hình như không phải mọi người ạ. Cái lõi nó cứng. Đây. Nếu mà lõi nó cứng thì chúng ta phải cắt bỏ cái lõi này đi. Và cho nước cốt chanh vào đây. Cái món này sẽ béo mùi bơ, chua mùi chanh, chua vị chanh và thơm các loại đồ mình bỏ vào. Lần đầu tiên mình làm một cái phố vào như thế này luôn đấy. Trong từ guacamole mình làm được một cái chén bé xíu để mình chấm cái này. Cái kia là đầu tiên mình làm một cái thố guacamole mà nó to bằng cái mặt mình luôn. Ngon quá. Để chuyển qua phần thịt nhé. Đây, thịt này thì trước khi vào chiên thì cho một chút muối lên. Sau khi mà phủ một lớp muối đều thì mình sẽ cho vào chiên. Chiên khô, chiên giòn luôn nhé các bạn. Sau khi dầu đã sôi, mình sẽ xếp thịt vào và mình sẽ chiên cho nó trở nên siêu giòn. Siêu siêu giòn. Cảm giác là hôm nay thái vẫn hơi dày, dày hơn hôm trước. Nếu mà mỏng hơn thì sẽ ngon hơn. Ok, các bạn xem kỹ này. Hãy cùng xem chiên chicharron như nào, có hợp với guacamole không. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ chờ khi là thịt thật giòn, thật ngon. Cảm ơn các bạn theo dõi quá trình thịt trở nên giòn. Trời ơi, nó nổ khủng khiếp các bạn ạ. May có cái nắp. Các bạn nhìn này, bắn tùm lum luôn. Cái món này thật kinh dị. Ôi dồi, mình nghĩ là cái bước này ấy, nếu mà muốn làm cho nó tử tế hơn ấy, thì mình phải cần cho miếng thịt vào trong lò sấy thêm một chút để cho nó ráo nước đi, là rút nước của miếng thịt đi. Trước khi mặc vào chiên như thế này thì chiên thẳng thì miếng mọng nước như này. Kinh dị đấy. Là các bạn muốn làm cái này các bạn nên sấy trước. Chứ không này kinh quá. Ồ, ôi, thịt đẹp quá. Này, các bạn nhìn này, thịt chiên giòn đẹp không? Rất rất đẹp luôn. Nhẹ vừa nốt cái miếng này vào đây. Đấy, vừa ngay.
Thế nào cũng có khách rồi, hai ba, các bạn sẵn sàng chưa? Tao sắp nổ ấy các bạn ơi. Rất là tức ghê. Tôi bị xâm chiếm trong chính căn bếp của tôi. Đây kiểm tra nhé. Xem giòn chua. Có vẻ khá là giòn rồi đấy. Nhưng mà chiên thêm một chút nữa cho nó cứng cứng giống như ở trên video. Chắc ít mỏng. Đây các bạn ơi, cái ủ chiên nó đã đến đúng độ rồi. Chỉ hơi tiếc một chút, đó chính là vì mình không thấm khô cái da ấy, nên là da nó không nổ. Vừa nãy sợ quá, nó nổ vì có nước ấy, nên là không lấy. Chứ da ấy, đáng ra là nó rộp lên như là thịt quay ấy, thì là đúng chuẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Đã xong. Nói chung là một cái món mà xem rất là phổ biến ở trên các clip ngắn. Clip nào cũng chỉ có khoảng là 1 phút hoặc không dưới 1 phút cũng đã làm xong món này. Nhưng mà thực tế là để làm ra món này thì mất nhiều thời gian. Mất thời gian ở cái công đoạn là thái hột lựu, mất thời gian ở công đoạn chiên để nó ra giòn như này này. Giòn như này thì sẽ rất là mất thời gian. Và bây giờ mình đang có cục thịt ở đây thì mình để mình ăn thử xem là nó có ngon kiểu như các bạn diễn tả trên mặt không nhé. Không, cho phép. Mình đã định tìm ra cái gì đó là không ngon. Ngon. Cho phép rồi. Bởi vì thì khi mà nó đã chiên khô rồi, nhưng mà nó lại bù lại được cái độ béo và ẩm của cái guacamole, của quả bơ, rất là ngon. Ngon nhỉ? Ngon. Ngon hơn mình nghĩ. Cái món này hay ấy. Ngon. Ngon. Ngon quá. Vâng. Cái thịt nó thơm, nó giòn, nó béo lắm. Và kết hợp với cả độ béo của các món này ngon quá. Mình sẽ sang hỏi hàng xóm xem nó ngon thật hay không. Bởi vì là đang xem không phải là miếng to, để mình có ra. Đang không biết món này ngon hay không. Đây là ba chỉ chiên. Guacamole. Múc guacamole lên, múc xúc lên. Rồi. Xem món này ok không. Ra là không ăn được cái này rồi. Được không? Không, nhưng mà em sẽ không ăn cái da. Đấy, da nó cứng quá. Da nó chưa nổ, hôm nay không hiểu sao da không nổ. Cái này hiểu là, cái này thì ăn nó sẽ hơi giống cái bánh ấy. Là thịt khô nhưng mà ăn vào cái này ok. Được đúng không? Thấy chưa? Bỏ da luôn. Được rồi, ok. Rồi, hãy để lại anh ăn. Rồi. Cảm ơn ạ. Bye bye. Vậy là hôm nay video của ngày hôm nay đã xong rồi. Các bạn nhớ like và subscribe và mình sẽ trở lại nấu ăn đều đặn. Bye bye.